Phim Kẹo Bông Gòn tập 12. Cháu đến rồi à, ta không ngờ là cháu vẫn đồng ý đến gặp ta đấy. Có gì đâu ạ, chú gọi cháu đến đây có việc gì không ạ? Thôi thì ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Lần trước chuyện nghỉ việc là ta chỉ hù dọa cháu thôi, mục đích là để cháu có thời gian nghỉ ngơi và tập trung vào con gái của ta hơn. Nhưng mà sau một thời gian dài, ta cũng vẫn không thể hiểu là sao cháu có thể từ chối con bé vậy. Con gái của ta có thua thiệt ai đâu, tài năng, xinh đẹp, lễ phép như thế mà. À đúng rồi, Cindy có nói với ta là cháu đi hẹn hò với cô diễn viên tên là Kẹo đó sao? Chắc là cả hai không có mối quan hệ gì đâu nhỉ? Cháu chỉ xem Cindy là em gái thôi, cho nên là có như thế nào đi nữa thì cũng sẽ như vậy ạ. À mà, bọn cháu có mối quan hệ gì thì chú cũng không cần biết đâu. Cháu rất cảm ơn chú vì chú đã cho cháu thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà cháu đã tìm được một công việc mới rồi ạ. Cho nên sẵn tiện hôm nay cháu nói với chú luôn là cháu xin nghỉ việc. Không được, cháu thật sự là một bác sĩ giỏi, cho nên là bệnh viện của ta không thể thiếu cháu được. Bông Gòn à, nếu mà cháu đồng ý ở lại và đính hôn với con gái của ta thì ta nhất định sẽ cho cháu chức phó giám đốc của bệnh viện. Cháu hãy suy nghĩ kỹ lại đi, bằng tuổi của cháu thì đã có ai đạt được chức vụ này chưa? Thậm chí người ta còn chưa dám nghĩ đến. Ta đãi ngộ cháu tốt như vậy nhưng mà cháu vẫn chưa nhìn và suy nghĩ lại một lần sao? Ta vẫn luôn không biết là vì lý do gì mà cháu có thể từ chối. Nhưng mà ta dám chắc với cháu một điều là nếu mà lần này cháu từ chối thì cháu sẽ hối hận cả đời. À còn nữa, cô diễn viên kia dám lên sóng truyền hình sỉ nhục con gái của ta. Nếu mà cháu không ở lại thì ta sẽ gặp cô ta và hỏi cho ra lẽ vì sao cô ta dám làm như thế. Nghe nói hai đứa là bạn mà đúng không? Cháu có biết lần xin đi con gái của ta đã khóc cả ngày vì lời nói vô liêm sỉ đó không? Các người đừng hòng mà vấy bẩn con bé ngây thơ của ta. Thôi được rồi, ta cho cháu thời hạn một ngày để trả lời ta đó. Nhớ suy nghĩ thật là kỹ. Đúng là ép người quá đáng mà. Ông thừa biết nếu mà không có tôi thì bệnh viện của ông sẽ chẳng ra hồn gì. Tất cả cũng chỉ dựa vào quảng cáo PR, chẳng có ai có tài năng. Mình nghĩ là bây giờ mình nên đi thay đổi bản thân. Người ta thường hay nói nếu mà cảm thấy tâm trạng không được tốt thì hãy đi cắt tóc. Để tóc kiểu này cũng lâu rồi, mình phải thay đổi cho trẻ trung hơn thôi. Thì nhìn cũng trẻ trung hơn rồi đó. Anh Bông Gòn, anh làm tóc xong rồi à? Em có chuyện muốn nói với anh. Chỉ một chút thôi, không làm mất thời gian của anh đâu. Em có chuyện gì muốn nói thì em nói đi. Chắc là anh đã xem talk show của em hôm qua rồi đúng chứ? Anh cũng thấy chị Kẹo bạn của anh rất là xéo sắc đúng không? Cô ta ngang nhiên đá xéo làm mất mặt chúng ta ở trên truyền hình. Đúng là cái thể loại không ra gì mà. Hai, em tức giận làm gì chứ? Dù sao cô ấy cũng nói đúng mà. Anh nói cái gì? Bỏ anh đi rồi à? Đến anh mà cũng bên cô ta à? Em là người bị cô ta sỉ nhục đó, anh biết không? Thậm chí hôm qua đến giờ, fan của cô ta tràn vào trang cá nhân của em, mắng nhiếc, hạ nhục em. Bảo em là người yêu đơn phương, anh không có tình cảm gì với em. Em đã chịu rất là nhiều ức ức như vậy, nhưng mà anh không hiểu cho em sao? Anh không quan tâm đến cảm giác của em sao? Anh chỉ nói những điều mà anh nghĩ là đúng thôi. Nếu mà em không thích thì cho anh xin lỗi. Bông Gòn à, em chỉ cần anh tránh xa cô ta ra. Dù sao cũng chỉ là bạn bè thôi mà. Với lại bạn bè mà nam nữ thân thiết em nghĩ là không nên đâu. Em tính quản anh à, dù sao cũng có liên quan gì đến em đâu. Chuyện của cả hai người thì hai người tự giải quyết đi. Còn bọn anh thân nhau từ lúc nhỏ rồi, cho nên là không thể cắt bỏ. Anh nói cái gì cơ? Thân nhau từ lúc nhỏ á? Sao mà trước giờ em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến chuyện này vậy? Em muốn biết để làm gì? Mà thôi, anh có việc phải đi rồi. Khoan đã, anh đứng lại đó. Cha của em đã gặp anh để nói chuyện đó rồi chứ? Anh cứ từ từ suy nghĩ kỹ đi rồi nói cho em. Mẹ em nói trước, đây là cơ hội cuối cùng của anh đó. Cho nên là anh từ chối thì đừng có mà hối hận. Anh trưởng thành rồi, biết cái gì tốt cho mình và có lợi cho bản thân của mình. Cho nên là đừng có ngông cuồng nữa. Cảm ơn em và chú nhé, nhưng mà anh không cần đâu. Em không hiểu một người đam mê công việc như anh mà động lực nào khiến anh từ bỏ dễ dàng như vậy vậy hả? Anh mau nói cho em nghe xem, có phải là anh giấu em chuyện gì rồi không? Trước giờ, dù cho có chuyện gì đi nữa, anh cũng luôn bỏ em phía sau công việc của anh mà. Vậy mà bây giờ, sao anh thay đổi đột ngột vậy? Anh làm em thất vọng đó. Ai cũng biết anh trân trọng công việc này và nó quan trọng với anh như thế nào. Có phải là có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Đúng, lý do là anh không thể bỏ rơi Kẹo thêm một lần nào nữa. Cái gì? Anh bị điên rồi hả? Anh mới nói cái gì vậy? Trước đây anh luôn chú tâm vào công việc, không bao giờ cho mình thời gian nghỉ ngơi. Là vì nếu mà anh ngừng lại thì anh sẽ nhớ đến cô ấy. Và bây giờ cô ấy đã xuất hiện rồi, cho nên là anh không cần nỗ lực như vậy nữa. Cho nên là em và chú đừng bao giờ tìm anh để nói việc này. Anh thật sự điên rồi, anh đứng lại đó. Có chuyện gì mà hôm nay Bông Gòn hẹn mình ra đây vậy? Cậu đến rồi à, ngồi đi, tớ cứ tưởng là cậu không đến chứ. Cậu hẹn tớ mà, sao có thể không đến được? Mà, có chuyện gì vậy? Tớ chỉ muốn nói là xin lỗi với cậu. Tại sao lại xin lỗi tớ? Có chuyện gì sao? Thì những chuyện mà tớ đã làm cậu buồn lòng, từ lúc nhỏ đến bây giờ, có phải là cậu giận tớ lắm đúng không?
Nhưng mà những điều mà cậu nghĩ không phải là thật đâu kẹo à. Không sao, tớ hiểu cậu muốn nói gì mà. Tớ không có để bụng đâu, cậu đừng có lo. Tớ biết là ai cũng có một khoảng thời gian khó khăn và có nỗi khổ cho riêng của mình. Mà nè, đừng có nói là hôm nay cậu hẹn tớ ra đây là để mắng tớ kiện Taxo nhé. Chuyện đó thật ra là tớ cố tình chọc tức Cindy thôi, chứ không có ý gì đâu. Tớ chỉ tính cà khịa một chút, nhưng mà không ngờ lại lo kéo cậu vào rồi. Tớ tính xin lỗi cậu này. Chuyện đó cậu không nói thì tớ cũng biết. Tớ thừa biết là cậu và Cindy không ưa gì nhau mà. À, sao cậu biết được, cậu đúng là hay nha. Nhưng mà tớ không có để bụng đâu, cậu đừng có lo. Hôm nay tớ hẹn cậu ra đây, thật ra còn có một chuyện khác. Vậy à, là chuyện gì cơ? Cậu có còn nhớ chỗ này không? Cậu hỏi thừa, tất nhiên là cậu nhớ rồi. Chỗ này lúc còn bé, tớ với cậu hay ngồi ở đây tâm sự cùng với nhau nè. Nhớ lại lúc ấy, vui ghê ha. Thật ra, không chỉ có lúc đó thôi đâu. Lúc mà cậu đi, tớ hay lại đây ngồi một mình, rồi nhớ cậu đó. Thật vậy sao? Tớ thật sự xin lỗi. Hay, có gì đâu mà xin lỗi. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi mà. Miễn là cậu sống tốt, có thể thực hiện được ước mơ của mình là tớ vui rồi. Tớ cũng vui khi mà có thể nhìn thấy cậu có thể thực hiện được ước mơ của cậu. Là vì hồi xưa có người truyền động lực cho tớ đó. Mà này, kẹo à, cậu có còn nhớ là cậu vẫn chưa trả lời tớ không? Ủa, trả lời chuyện gì cơ? Thì lời tỏ tình của tớ đó. À, tớ đồng ý. Cái gì? Cậu nói thật sao? Có phải là cậu đang đùa tớ không? Trời, sao cậu ngạc nhiên vậy? Tớ nói nghiêm túc mà. Thật ra, tớ cũng có tình cảm với cậu. Đây đúng là sự thật. Cảm ơn cậu nhiều lắm kẹo à. Tớ không ngờ là có ngày này. Trời ơi, cậu có cần phải vui mừng như vậy không? Mà này, lần đầu tiên cậu tỏ tình người ta à? Sao tay chân run thế? Không phải, mà là vì tớ đã chờ lợi rất lâu rồi. Tớ cứ nghĩ là cậu ghét tớ và không có tình cảm với tớ. Làm gì có chuyện đó, cậu suy nghĩ lung tung rồi đấy. Cảm ơn cậu vì đã đồng ý tớ. Tớ hứa với cậu, tớ sẽ cho cậu thành một người con gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Trời ơi, xem miệng lưỡi của cậu kìa, học từ ở đâu đấy? Thì cậu không thích à? Không phải, mà là vì tớ chưa quen thôi. Thật sự thì trước giờ tớ chưa từng quen ai hết, cho nên là không biết yêu đương như thế nào. Cho nên là có gì cậu cứ nói thẳng tớ nha, tớ nhất định là sẽ tiếp thu. Thôi được rồi, có cần phải nghiêm trọng quá như vậy không? Cũng đúng, mà thôi, chắc là cậu khát nước rồi, cậu ngồi ở đây nha, để tớ đi mua nước cho cậu. Cho cậu ấy buồn cười chưa kìa, cũng đúng, mà trước giờ cậu ấy chưa từng quen ai mà. Bông Gòn là một chàng trai tốt, nếu mà mình không đồng ý thì có phải là sẽ mắc cậu ấy không? Nhưng mà nếu mà mình đồng ý rồi thì Cindy chắc chắn sẽ không tha cho mình đâu. Vậy là cuối cùng Bông Gòn và Kẹo cũng đã đến với nhau. Nhưng mà để xem là Cindy sẽ làm gì hai người họ đây. Nếu mà các bạn đón chờ tập tiếp theo thì các bạn hãy cho Mel một like và mình đã đăng ký để ủng hộ Mel nhé. Đừng quên là thông báo khi mà Mel ra video mới. Hẹn gặp lại với các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye.